Mai Vân sẽ bảo trì nha, cái này bảo trì chứ không có sửa. Những cái phục trước á thì Vân sửa, còn cái này là Vân bảo trì. Thì vẫn còn xài cũng vài năm rồi, nhưng mà nói chung là nó lên xuống nó không còn mượt mà như lúc trước. Thì chắc là thiếu dầu, khô dầu, đúng không? Mở, mình sẽ tháo ra và chúng ta cùng xem coi cái phuộc Suntour Ibisen này nó cấu tạo như thế nào. Có thể thấy cái ti nè, nó đi xuống nè, nó qua đây nó bị cái chấn, nó bị cái xét, bị xét đó các bạn, nó nặng nè, nó qua nó làm sực nè, nó đi nó không ngọt nè, thấy không? Thì cái xét này nè các bạn, nó thiếu dầu nè, nó phải có dầu mười nó nuôi đây, thì nó sẽ phá cái miệng phốt trong đây. Trong đây nó có cái sơ mi nhựa trong đây nè, và cái phốt, phốt tròn, cái xin đó để nó chặn dầu. Thì trong trường hợp này chúng ta nên dùng cái giấy nhám, giấy nhám nhuyễn các bạn, nhám nhuyễn của Nhật cả nhà, trà sơn đó, chúng ta giúp nhẹ, chúng ta không được mài quá, mài quá cái này nó bị xước á, hoặc giấy nhám to quá thì dẫn tới cái ti này bị xước, thì khi đó cái ti này nó chạy lên chạy xuống các bạn, nó sẽ bị làm hư cái miệng, nhớ sẽ trào ra nha các bạn. Thấy tôi giúp nhẹ không, giúp đều tay. Không được mài quá nha các bạn. Các bạn thấy đi ngọt rồi đó, nó không có sượng nữa đó. Trên cái ti này các bạn thấy có mấy cái lỗ để chúng ta di dời cái hành trình của nó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay cái này 2cm cho lỗ của các bạn, thì để cho các bạn hành trình trên 2, trên 3 cho tới 80 nha. Mình có thể di dời thẳng yên của mình. Chúng ta dùng con tung hoặc cái lục giác đó, vừa đó đóng cái chốt ra, sau đó chúng ta tăng lên, tăng xuống theo thích hợp của chúng ta đẩy vô. Yeah.
sơ mi của vỏ phuộc này thì nó có một cái hai ngăn các bạn, một ngăn giữa để chúng ta cho nó bồi vào, nó bồi lỏng đó để nó giúp cái tì phuộc này chạy lên chạy xuống dễ dàng. Và bên cạnh đó hai cái trên hai miệng thoát nó cũng có hai ngăn để chứa mà bọt. Giờ chúng ta cho nó vào thì bằng tay dễ nhất như các bạn, tại mở được rất là lỏng nha, bạn thấy đó. Chúng ta đưa vào semi trong, xem vâng test cái phục nha. Hiện tại giờ mở khóa nha, mở khóa thôi, bây giờ mình khóa trước đi, khóa cứng rồi các bạn, cứng nha. Bây giờ tôi cho khi mà khóa cứng mà nhả ra cho nó nhịp khoảng 1 cm để tránh tình trạng thiệt hư hai phục nha. Các bạn nghe âm thanh không? Để tôi đưa micro vô cho nó rõ nè. Hiện tại cái này là đang chạy rùa các bạn. Rồi xả ra nha, cho nó đi nhanh đi. Khóa. Rồi các bạn thấy đó. Nó dịch xuống khoảng 1 cm, có thể là camera xa quá. Mà có một mình tôi làm à, thành ra không, các bạn không thể nào thấy rõ được nó. Thì tôi nhớ tôi sẽ làm cái móc đây, cái mỏ này đưa về đây là khóa rồi đó. Một lát tôi sẽ gắn vào đây thế này, khi các bạn chạy các bạn khóa quay ngược ra sau mát luôn là nó dẫn cái phục dẫn còn nhiệt. Rồi các bạn nhớ dùm nha. Đó, ok. Rồi giờ mở nhẹ nhẹ nha. Rồi, hết luôn. Rồi bây giờ tôi cho chức năng chạy sốc mềm. Rồi vừa nha. Các bạn thấy lên chậm không? Rồi bây giờ tôi cho cứng luôn nha. Lên cứng rồi đó. Cứng luôn. Các bạn nghe không? Rồi xem như chúng ta đã xong bảo trì cái phục hơi Ibisan và hành trình từ 80 đến 130.